chắc lo nhiều hơn đó, là mình khi ấy xong thì thấy cái miệng mình có thể cân đối hơn, tự tin hơn, muốn khắc phục để cưới. Tên là Hoàng Việt Giang Kiên, năm nay 26 tuổi, đang làm công ty ở Bình Dương 4 năm nay. Trong một thời gian đầu là tầm khoảng 1 tháng là có mới khi phát hiện ra bệnh là 1 tháng là mới đi châm cứu ở bệnh viện ở dưới Bình Dương. Sau thời gian châm khoảng nửa năm thì kiểu gặp bác sĩ người ta châm với thực tập viên châm á, nên là cái mức độ phục hồi của nó chậm. Sau đó nó bị co cơ là nên tạm dừng châm và về nhà và châm ở đông y, ở các cái tiệm thuốc đông y người ta có người giới thiệu. Sau thời gian châm thì nó cái độ phục hồi của nó cũng thấp mà lại cũng ít, rồi khi mình tiếp xúc với máy lạnh lại nó lại kéo lại, nên là kéo tới hiện tại tới bây giờ là gần một năm nay là không có dùng biện pháp gì cả. Em tên là Duyên, năm nay 23 tuổi, em đang làm nhân viên văn phòng ở Bình Dương và là bạn gái của anh Kiện. Hai đứa em quen nhau được gần 9 năm rồi. Thì ban đầu thì lúc mới phát hiện thì hai đứa cũng hoang mang, gia đình cũng thế, rồi kiểu buồn, nói chung mặc cảm mọi thứ. Như má thì về nhà thì má bảo thôi vì vậy rồi thì mình chấp nhận, không sao cả. Nhưng mà mình vẫn mặc cảm, tự ti. Đi đâu cũng mặc cảm hết, rồi cố gắng đi chỗ này chỗ kia, tìm hiểu chỗ này chỗ kia chữa nhưng mà vẫn không khỏi. Chữa kéo dài đến giờ là được 4 năm rồi. Đi Gia Lai, đi Tây Ninh, rồi đi nhiều nơi lắm. Có một số chỗ thì không đồng hành được tại vì hơi xa, do công việc nên là không đi cùng được đầy đủ. Nói chung là chữa đủ cách luôn, ai bày gì là mình làm đấy, kiểu chỉ chỗ nào là mình làm chỗ đấy, kiểu thầy giỏi hay là châm cứu chỗ nào hay thì mình cũng đến, nhưng mà kiểu như là nó cũng chưa không lại được á, trên dưới 10 thầy. Thì em vẫn động viên thường xuyên, kêu là không sao, cứ cố gắng lên, cứ tìm cách chữa, rồi sau này thế là được giới thiệu đến đây rồi làm. Bố mẹ mong muốn thì con mình thì lấy nụ cười thôi, bình thường như lúc mà chưa bị bệnh. Chỉ chắc lo nhiều hơn đó, là mình khi ấy xong thì thấy cái miệng mình có thể cân đối hơn, khi mình cười nói giao tiếp nó là mình tự tin hơn. Hiện tại người vẫn là người yêu quen từ cái này cũng được 8 năm rồi, thì bạn vẫn theo mình, thì giờ muốn khắc phục để cưới. Em chỉ mong là anh khỏi bệnh rồi để cưới em thôi.